Nay mình sẽ giới thiệu cho lớp truyền nghề 3 này về cái châm trường châm kim 20 năm, thấy chưa? Thì hôm nay trọng tâm là chúng ta sẽ châm huyệt kiên ngung và huyệt khúc chỉ. Kiên ngung xuyên hướng đến khúc chỉ xuyên hướng về về gì đây? Điện khê. Đấy. Hỏi lại lớp để cho lớp nhớ chắc, thấy chưa? Trong những cái trường hợp nào khi nào thì mình châm xuyên này, những trường hợp liệt chúng ta châm xuyên rất là ok, thấy chưa? Thì đầu tiên là chúng ta phải xác định được là huyệt kiên ngung, đúng không? Đây các bạn chú ý nhé, chúng ta sờ này, xác định đây, chúng ta sờ đây kiên ngung đây. Đấy. Lấy một khay nữa thôi, khay đâu? Mở ra lấy khay để cho nó khi châm đấy, chúng ta đã thuộc đường đi rồi, bao giờ các bạn cũng đặt kim như này cho này, tức là chúng ta mang một cái tính chất là ám thị để theo đường đi của đường kinh. Đọc nhá, nó nhẹ thôi mà, đau vào ra hơi hơi đau tí thôi. Đấy, thấy thế nào? Tính đâu tức đến đấy. Cẩn thận lắm không? Bây giờ hơi vướng này nha. Tính lắm không? Chúng ta phải lái được kim, thấy thế này. Đây. Chúng ta phải đúng theo thế này. Thường đến cái chỗ này, cái chỗ mà cái rãnh quay ấy, chúng ta hay bị mắc kim. Đây, nhất là những khu này. Và như này các bạn sẽ sờ thấy kim. Thấy chưa? Chúng ta đứng vào đúng. Cái thứ hai nữa là huyệt. Chúng ta ở trên cẳng tay này, chúng ta sẽ có thứ nhất là từ khúc chỉ chúng ta xuyên này, hoặc là từ chúng ta dùng về ngoại quan, hoặc khi không nó xuyên ngược lại về hướng này, hiểu chưa? Theo cái gốc giải phẫu cái này nha. Chúng ta cũng cần cái này sẽ khó, kỹ thuật khó hơn một tí. Đó, đỡ chưa? Tức khi quất các bạn để ý này. Đấy, đến đây nhá, nhìn này, tay phải giữ khó đấy. Đến đây dừng là cố bạn sẽ đọc. Các bạn hình dung chưa? Nếu mà chúng ta mà mắc máy thì nó rất khủng khiếp luôn. Đấy, chú ý này. Đấy, rất là dũng cảm. Đấy, nó đang bó rất sát này. Đấy. Cái này ví dụ như trong các cái bệnh cơ về nặng viêm quanh khớp vai gì, chúng ta lưu kim. Lưu kim đến lúc nào chúng ta cảm thấy cái kim này nó mềm ấy, thì thỉnh thoảng là cái chính khí nó đã thông qua, nó không bị bế tắc, nó bít lại, hiểu chưa? Như bạn đây là chứng tỏ này, đấy, rất chắc này. Đấy, chúng ta không thể là chúng ta rút nhanh được. Đây chú ý để quan sát để rút kim này ra nhé. Các bạn vỗ về thì nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta phải từ từ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Tiếp nha. Vỗ cái tập trung này. Đấy. Đấy chưa? Đấy là thầy hướng dẫn cho cái trường châm của kinh đại trường. Đấy, lớp này nhìn vào bản thân như Quang sẽ có cái kinh nghiệm luôn, nhớ chưa? Ok.